Thưa quý vị, logistics hiện nay rất thời sự, phải nắm thật chắc diễn biến tình hình, từ đó tìm giải pháp để logistics là con đường vững chắc, không bị chia cắt, từ đó mới có thể đưa hàng hóa đi xa, đồng thời đưa nguồn nguyên liệu đến sớm cho sự phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Đây là nhận định của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang tại diễn đàn logistics thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Biến động địa chính trị là cụm từ được quan tâm hàng đầu trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thay đổi như hiện nay. Trong đó, chính sách thương mại sắp tới của Mỹ là những yếu tố tác động mạnh mẽ đến ngành logistics Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Khi mà năm tới là Tổng thống Donald Trump, Tổng thống mới của Hoa Kỳ lên, thì không biết là thay đổi về chính sách như thế nào. Bất kỳ một sự thay đổi nào thì cũng gây nên đưa ra một sự dịch chuyển về chuỗi cung ứng. Nếu mà Mỹ Trung chiến tranh thương mại thì sẽ dịch chuyển về Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Thì từ đó cái nhu cầu xuất khẩu từ Việt Nam đi các nước Bắc Mỹ và châu Âu nó sẽ tăng lên. Khi nó tăng lên thì cầu nó sẽ cao hơn cung. Cầu nó cao hơn cung thì nó sẽ giá cước nó tăng. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh logistics. Tỷ trọng đóng góp logistics vào GDP thành phố năm 2023 đạt khoảng 8,5%, quy mô đóng góp gần 140.000 tỷ đồng. Thành phố đang có những đề án, chương trình, những dự án lớn để phát triển về ngành logistics. Và khi nghiên cứu về cái gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài, thì tôi thấy rằng thành phố mình đúng là hiện nay chúng ta thật sự phải nói là một đầu mối giao thương quốc tế. Vấn đề còn lại là chúng ta phải tổ chức, quản lý, cơ chế chính sách và đặc biệt là đầu tư để phát triển cái ngành này phát triển mạnh mẽ hơn nữa, căn cơ hơn nữa, bài bản hơn nữa với công nghệ mới, các cái yêu cầu mới. Trong quá trình xây dựng chính sách phát triển kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh xác định logistics là ngành quan trọng có tác động bền vững và lâu dài cho tăng trưởng kinh tế của thành phố. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, ngành logistics thành phố hiện nay chưa phát triển tương xứng quy mô và độ mở của nền kinh tế với những điểm nghẽn cần tháo gỡ như hạ tầng logistics, công nghệ thông tin, nguồn nhân lực. Cần phải xúc tiến những cái hoạt động phát triển, xây dựng, hình thành những trung tâm logistics một cách nhanh chóng, bởi vì chúng ta đã có những cái đề án, những cái kế hoạch cho việc phát triển trung tâm logistics tại thành phố Hồ Chí Minh rồi. Cái vai trò của các cái doanh nghiệp dịch vụ logistics cũng rất là quan trọng. Chúng ta cần phải liên kết với nhau, sử dụng chung một cái hệ thống thì lúc đó chúng ta mới có thể tiết kiệm được chi phí để mà nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nâng cấp và tối ưu hóa hệ thống hạ tầng logistics đóng vai trò then chốt trong việc kết nối và vận hành hiệu quả chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh tình hình thế giới khó đoán định như hiện nay, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ càng trở nên cấp thiết. Nếu không, nhiều cơ hội giao thương có thể bị bỏ lỡ.